Mừng hết thảy anh Chem xa gần đã dành thời giờ học lời Chúa buổi tối hôm nay. Thực ra thì Sài Gòn đã vào mùa mưa, cho nên cái việc mà đi học là cả một cái sự thách thức. Phải yêu Chúa lắm ấy mới thắng hơn được cái cám dỗ. Tưởng như nó rất nhỏ nhưng mà nó là cám dỗ bây giờ lớn hơn hồi xưa nữa, là bởi vì bây giờ có live stream. Cho nên nhiều khi mình nghĩ là thôi nếu mà mình không đi thì đằng nào ông thầy ông cũng phát trực tiếp. Nó rất là cám dỗ cho đó. Nhưng mà hãy để cho cái lòng yêu mến Chúa và yêu mến lời của Chúa thắng hơn trong mỗi một chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có thời giờ để cùng học lời Chúa chung với nhau. Và tối hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài công tác giải cứu bài số 3. Như anh em đã biết, tuần vừa rồi tôi có trích cái câu nói là người trượng phu khi đối diện với kẻ thù thì chớ vội cầm gươm cầm súng hay là cầm gươm cầm giáo. Người trượng phu cần phải biết được kẻ thù đến từ đâu, nó sẽ đánh mình bằng cách gì. Khi đó mới bình tĩnh mới định ra được cái phương án để tác chiến. Tôi và anh em cũng vậy. Chúng ta biết là Kinh Thánh thì bảo rằng là ma quỷ, tức là Diabolos, là không phải là thằng ăn cướp đâu, mà nó là thằng trộm. Nhiều khi chúng ta có cái cảm giác như là như rất là nhiều người, mà những anh em mà thuộc cái thái cực mà nhìn đâu cũng thấy quỷ đó, nhiều khi nhìn như quỷ là mấy thằng cướp vậy đó, giống như là mấy thằng giang hồ rồi đó. Không, nó là thằng trộm, dù nó có thứ gì đi nữa thì Kinh Thánh nói là nó là trộm. Mà trộm thì sao? Nó chỉ cái chỗ nào sơ hở nó mới đột nhập thôi. Cho nên có người họ nói như thế này, thực ra đó là một cái người mà rất là có ơn ở trong cái công tác giải cứu đó, một sư Derek Prince, thì ông phát biểu rằng là ma quỷ là nó luôn luôn chọn cái thời điểm mà chúng ta yếu nhất, tức là cái thời điểm mà mình ở trong cái tình trạng là chưa thể đánh lại đó, và cái nơi chốn mà chúng ta yếu nhất để nó thâm nhập. Giống như trộm nè, cái bản chất của trộm là gì? Là lén, chứ không có trực tiếp. Nó chỉ đột nhập vào cái nơi mà ăn trộm là nó tìm cái chỗ sơ hở nhất. Ví dụ nó đi qua đi lại nhà mà nó xem cái chỗ nào mà cửa nẻo nó không có chắc nó mới vô. Rồi là cái thời điểm mà ngon lành nhất, thời điểm ngon lành nhất anh em, thời điểm nào không? Gần sáng ngủ mê, thí dụ như vậy. Thì ma quỷ cũng vậy, nó luôn chọn cái thời điểm mà tôi và anh em là yếu nhất, và là cái nơi mà tôi và anh em yếu nhất. Tối hôm nay tôi chọn cái tựa đề cho cái bài học là đường mô linh vô, tức là ma quỷ nó xâm nhập vào con người ta bằng cạch mô. tức là ma quỷ nó bằng cái đường nào mà nó vào được trong con người chúng ta. Trong những ngày qua thì tôi nhận rất là nhiều cái câu hỏi từ quý đệ tử Chúa và hệ thống anh em, đặc biệt là những quý đệ tử Chúa và số anh em ở trong các hội thánh truyền thống, bởi vì cái câu họ thắc mắc rất là nhiều. Như vậy liệu trong người tin Chúa đó thì có quỷ không? Làm thế nào có quỷ? Nếu đã có Chúa thì làm thế nào có quỷ? Vân 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 vân. Rồi còn những cái câu hỏi khác thì tôi cứ luôn luôn nhắn là cứ từ từ, không có gì phải vội. Rồi là đằng nào cái câu đó rồi cũng sẽ được giải quyết. Hẳn nhiên là trên nền tảng Kinh Thánh để tôi và anh em có thể nhận ra được. Nhưng mà tối hôm nay thì chúng ta vẫn chưa đi vào cái câu trả lời đó. Xin quý vị cứ bình tĩnh, bởi vì cái mục đích chính của tôi là tôi muốn giúp đỡ hết thảy anh chị em lập một cái nền cho nó chắc. Rồi sau đó đến làm gì? Chính mỗi một anh chị em tự giải cứu, tức là tự giải phóng mình. Chỉ những cái ca nào nó nặng quá thôi, còn lại đó thì anh em khi học lời Chúa đó, tôi tin chắc một điều là Thánh Linh trong tôi cũng như Thánh Linh trong anh chị em sẽ chỉ cho anh chị em thấy nó đây, hay là cái thời điểm này là cái thời điểm mà ma quỷ bắt đầu vào trong đời sống anh em và nó ẩn ở trong đó, thí dụ như vậy. Cho nên đừng lo lắng vậy. Rất là nhiều anh chị em chúng ta đã kinh nghiệm đó, nhiều khi chúng tôi cầu nguyện xong không có gì hết, hỏi khi chúng tôi nhận mặc khải là chúng tôi hỏi rồi đó, nhưng mà cái người đó chưa có nhớ, tức là không có, tức là lúc đó họ nói không có nhớ. Nhưng mà một hồi, tức là một lúc sau hoặc là tối hôm đó qua ngày hôm sau rồi đó, Chúa bắt đầu Chúa làm cho họ nhớ lại. Thì Thánh Linh Đức Chúa Trời ở bên trong anh chị em sẽ làm cái công việc đó, đừng lo lắng gì cả. Tối hôm nay chúng ta sẽ đi vào hai cái phần. Thứ nhất là bảy cái đường căn bản. Đây không phải mua giỏ này đánh quyền gì đâu, mà là thống kê lại, tức là nó có nhiều cái cách, nhưng mà đặc biệt là có bảy cái
bảy cái thời điểm hay là cái nơi chốn mà ma quỷ nó có thể xâm nhập vào và nó trú ẩn ở trong một người. Và sau đó thì chúng ta sẽ xác lập cái bước đầu tiên, đó là tôn Giê-xu làm Chúa ở trong đời sống. Nên điều đầu tiên mình sẽ học có bảy cái đường căn bản mà ma quỷ thường thâm nhập vào một con người. Anh em đừng có quên nha, anh em nhớ lại cái bài học đầu đó, chúng ta nhớ là có ba cái mức độ mà nhiễm tà. Tôi dùng cái từ nhiễm tà để nó phản ánh đúng cái động từ trong nguyên mẫu Hy Lạp là daimonizomai. Daimonizomai trong tiếng Anh là demonai đó. Đó là cái động từ là nó nhiễm, tức là ở dưới cái ảnh hưởng của tà linh, chứ không phải là nhập, là kiểu như kiểm soát hoàn toàn. Nhưng mà khổ nổi là bây giờ cả trong tiếng Anh lẫn tiếng Việt thì người ta vẫn cứ dùng cái từ là bị quỷ nhập. Thì luôn luôn là mình có cái cảm giác gì có một con nó bắt ghế, nó ngồi lù lù ở trong ấy. Thì chính vì cái chỗ đó nó cho nên là hay xung đột về cái chuyện là làm sao một người tin Chúa rồi thì làm sao là có, đã có Chúa trong đó rồi còn có thằng kia nữa là như thế nào. Cho nên cái từ mà daimonizomai ấy, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là nhiễm tà, hay là ở dưới cái ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng của nó. Còn ba cái mức độ mà chúng ta đã học qua để chúng ta biết là cái mức độ nhiễm tà của một người nó có thể rơi vào một trong ba mức độ nhẹ nhất là ám ảnh. Ám ảnh là nó gieo những cái ý tưởng vào trong đầu chúng ta, nó chưa có vào trong này, nó chỉ là những cái ý tưởng này. Nhưng mà một khi mình nắm lấy cái ý tưởng đó, đó thì nó mới bắt đầu, nó mới tiến dần vô. Cái mức độ thứ hai là cái mức độ áp chế. Áp chế là có những lúc chúng ta mất kiểm soát, tức là có những lúc rồi còn lại bình thường thì mình vẫn bình thường, chưa có vấn đề. Còn ở đây lúc mà chiếm hữu đó là một người bị tâm thần, tức là bị điên hoàn toàn, cái lúc đó là người đó là mình gọi là điên điên khùng khùng. Thì cái trường hợp này rất hiếm, và cái cơ đốc nhân đó là khó rơi vào cái trường hợp cuối này lắm, không thể. Nhưng mà cái trường hợp đầu tiên là ám ảnh đó, tức là nó gieo những cái ý tưởng thì có nhiều nữa là khác. Trường hợp thứ hai là áp chế, tức là có những lúc mà mình coi giống mình không còn là mình á, có những lúc mình nổi cái cơn điên lên, tức là nổi cái cơn nổi xung thiên lên một hồi vậy rồi tỉnh hết qua, hết cái hồi đó là mình khác đó, thì cái loại đó là gọi là áp chế. Nhưng mà tôi chỉ đang muốn anh em để tối hôm nay mình tập trung rất là nhiều vào xem là cái cách nào, nó chính xác hơn là cái thời điểm nào và những cái nơi chốn nào trong đời sống của tôi và anh em mà quỷ nó đã xâm nhập vào. Chúng ta đi vào phần đầu tiên là bảy đường căn bản đó. Một số anh em đã có biết sơ qua trong cái kỳ kiêng ăn của gia đình thế hệ mới mình, hoặc là trong cái loạt bài về phước hạnh và sự rủa xả, anh em cũng có thể biết sơ qua một vài điều ở đây. Nhưng tối nay chúng ta sẽ tập trung vào bảy điều chính. Thứ nhất, đó là cái gốc gác gia đình có liên quan đến cái hoạt động siêu linh quyền bí, cult, cùng các cái tôn giáo giả. Tôi không dùng cái từ tà giáo. Khi mà ở Việt Nam mình á, khi các đầy tớ Chúa mà họ chia sẻ về tới phần này thì họ sẽ nói là liên quan đến tà thuật và tà giáo. Nhưng mà hai cái từ đó nó chưa có lột tả hết được, bởi vì tà thuật cái thì nó chỉ là một phần của cái siêu linh quyền bí thôi. Tà thuật nó chỉ một phần thôi. Còn cái tôn giáo giả hay là tà giáo thì nó chưa phải là như vậy. Bây giờ trước hết là tôi muốn anh xem để yếu này. Trước hết để mà phân định được tà giáo á, tức là những cái tôn giáo giả hiệu á, thì tôi và anh em cần phải xác định một lần nữa với nhau về về Thiên Chúa của mình. Chúng ta xem Côrintô thứ nhất đoạn 8 câu 4 đến câu 6. Anh chị em chú ý giùm tôi mấy cái từ mà tôi đánh màu vàng, chữ theos. Chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không. Chỉ có một theos. Trong tiếng Hy Lạp gọi là cái trong tiếng Hy Lạp cái chữ theos là số ít là theo, mà số nhiều là theo y đó. Thì cái chữ theo là mình dịch là, trong tiếng Anh dịch là God. Trong tiếng Việt mình dịch thành hai từ. Nếu là Chúa thì mình dịch là Đức Chúa Trời. Còn nếu mà không phải Chúa đó thì mình sẽ dịch là gì? Thần, các thần. Nhưng mà thật ra trong nguyên văn nó chỉ là cùng cái từ đó là theo. Cho nên ý ở đây là gì? Nếu mà dịch nguyên văn theo bình thường mình sẽ hiểu là chỉ có một theo, chứ không có ngoài chỉ có một, duy nhất một theo đó thôi. Mình muốn gọi thần, mình muốn gọi gát, mình muốn gọi chúa gì, nhưng mà chỉ có một ông đó thôi, chứ không có các ông nào khác hết. Thật người ta có xưng là có các ông khác, tức là người ta có nói là ông này hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất, bởi đó mà họ thờ nhiều thần là theo ý.
Nhiều Chúa là Kurios. Thế nhưng mà về phần chúng ta, và chúng ta biết chắc là gì, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha. Cái lý do mà chỉ có một Đức Chúa Trời, nếu anh em nào đã có nghe qua cái phần thần luận ở trong luật bài thứ 6 trước đây của tôi á, thì anh em sẽ nhớ là cái lý do mà chỉ có một Theos, ngoài vị đó ra không có một ai khác, là tức là chỉ có một Đức Chúa Trời đó. Tại sao các cái vị khác người ta xưng là thần là thánh như thế, là bởi vì chỉ có duy nhất một đấng, một vị duy nhất đó thôi, đó là ông thần của Abraham đó, thần mà Abraham thờ, tức là chúng ta gọi Đức Chúa Trời, mới là biết hết mọi chuyện, làm được hết mọi việc, và cùng một lúc có thể có mặt ở khắp mọi nơi, mình gọi là thần tánh đó. Chỉ có một vị duy nhất là có ba cái thuộc tánh đó, có ba cái tính cách đó, đó là Đức Chúa Trời của Abraham, là Đức Chúa Trời mà tôi và anh em thờ phượng. Còn tất cả các cái vị thần của các cái tôn giáo khác cũng bất không hội đủ ba cái đó được. Chính vì lý do đó mà Giê-xu hội đủ ba cái đó, Đức Thánh Linh cũng hội đủ đúng ba cái thuộc tánh. Cho nên vì cái là chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, tức là chỉ có một Theos, đó là true, tức là đó là mình gọi là chân thần. Thì ngoài cái vị đó ra còn lại là giả hết hay là tà hết. Đó đó là lý do tại sao mà gọi là mình là tôn giáo, là chánh giáo. Còn mà nếu mà người ta không thờ bất cứ một ông nào khác, đều là tà, là sai lệch đó, là anh chị là giả hiệu đó. Cho nên mọi tôn giáo khác đều là giả hiệu, đều là tà giáo. Tà ở đây nó không có nghĩa theo cái nghĩa là cult, nó không có cái nghĩa là heresy đâu anh chị. Cái tà giáo, tà phái nó khác hơn cái nghĩa mà chúng tôi đang nói tà ở đây, là sai, là giả chứ không phải thật. Rồi bây giờ mình mới quay trở lại cái phần bài học của mình. Tại làm sao mà những cái gia đình mà có gốc gác liên quan đến cái hoạt động quyền bí siêu linh á, hay là các cái tôn giáo giả, tức là thật ra là các ngoại giáo đó, thì lại là cái con đường tốt nhất để cho tà ma nó bước vào. Chúng ta xem xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 3 đến câu 5. Trước mặt ta, hay là có một bản dịch là beside đó, bên cạnh ta, trước mặt ta các ngươi chớ có các thần khác. Ở trong tiếng tiếng Do Thái, tiếng Hebrew đó, thì cái chữ El không á, có nghĩa là nó tương tự với chữ theo lúc nãy á, chữ L E R L E L á, thì nó tương tự là cái chữ theos, là chữ thần hay God á. Còn cái chữ Elohim là số nhiều, rất là nhiều. Trước mặt ta ngươi chớ có các Elohim khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng chạm nào, tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất, đó là cả ba thế giới luôn á. Ngươi chớ quỳ lại các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ta là Yahweh Elohim. Đức Chúa Trời là có một, nhưng mà lại là một nhưng mà nhiều quá anh chị em. Đây là một cái danh từ mà không có tiếng nước nào dịch ra được hết đó. Một nhưng mà nhiều, tức là chỉ có một Đức Chúa Trời mà là Elohim. Bởi vì cái chữ Elohim là số nhiều á, chỉ có trong cái tiếng nào, cho nên không ai dịch ra được cái kiểu trong tiếng nào hết, kể cả tiếng Anh. Vì ta là Yahweh Elohim ngươi, tức là Đức Chúa Trời, thì ra đây là thành là số ít. Đức Chúa Trời kỵ tà trong nguyên văn là Đức Chúa Trời ghen tuông. Hãy ai ghét ta, ghét ở đây có nghĩa là gì, ai mà không thờ nó, tức là còn cùng một lúc ngoài Chúa ra mà còn một cái đấng nào khác á, một cái eo nào khác á, là ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời đó. Nói một cách khác là gì, Đức Chúa Trời cảnh báo nghịch cùng tất cả mọi cái hình thức thờ lại hình tượng liên quan đến tà thần false god. Và cái hậu quả thảm khốc của những cái tội này đó, nó có thể kéo dài đến 4 đời, tức là 4 thế hệ anh chị em. 4 thế hệ là gồm có gì? Ví dụ là bắt đầu tính từ cha mẹ mình đó, cha mẹ nè, rồi gì nữa? Ông bà, ông cố, ông bà cố, ông bà cao, tức là từ trên dưới. Như vậy đó, nếu mà tính từ ông cha mình không á, đây là 4 đời là 15 người. Phía bên mẹ mình nữa là 15, nữa là 30.
kỳ người nào, hoặc là trong tất cả, nhưng mà bất kỳ người nào trong cái số 30 người này đều là có thể là cái kênh dẫn mà qua đó tôi và anh chị em bị đặt dưới cái ảnh hưởng của cái sự rủa sả. Mà anh chị em có, mà đặc biệt là mình là người Á Đông, không ai trong chúng ta chắc rằng bởi vì trong cái 30 người đó đó, 30 người đó chỉ cần một thôi, một trong 30 người đó thôi mà là họ thờ hình tượng á, tức là họ đã mở cửa cái con cháu tới hậu tự của họ là trong đó có tôi và anh em á, cho ma quỷ nó nghiễm nhiên, tức là nó có quyền hợp pháp ở trong đời sống. Anh em nhận ra được cái điều này, cho nên khi Chúa nói là ta sẽ rủa sả đến ba bốn đời, chỉ cần mình tính bốn thế hệ thôi là mình đã nhận ra được. Cho nên không ai trong chúng ta dám bảo đảm là 30 cái ông bà mà tổ tiên trực hệ của mình này không bao giờ dính dáng đến bất kỳ một cái hình thức siêu linh hay quyền bí nào, đúng không? Cho nên cái ảnh hưởng của nó, cái ảnh hưởng của các cái hoạt động siêu linh quyền bí này đó anh chị em, là nó có thể bắt đầu từ khi tôi và anh em còn ở trong bụng mẹ. Anh em nhớ lại cái lúc đầu á, tôi nói gì, thằng ăn trộm thì nó luôn luôn chọn cái chỗ mà dễ xâm nhập nhất, tức là ít có cảnh giác, ít phòng bị nhất, và cái thời điểm là dễ tấn công nhất. Thì ma quỷ cũng đúng vậy đó. Thì anh em xem thử là có cái đối tượng nào mà nó yếu nhất và nó bất lực hơn cái bào thai còn ở trong lòng mẹ không? Anh em nhận ra được cái điều này đó. Tức là vì có đó, trong cái mình chỉ cần xét là trong tầm 30 tổ tiên trực hệ của mình thôi, tức là trực tiếp mình thôi á, thì mình không bảo đảm. Mà thật ra ở Việt Nam mình thì khỏi cần, có nhiều người là bắt đầu từ cái thế, từ cha mẹ là đã làm đó rồi, tức là mình là cái đời thứ hai mất rồi, có nghĩa là mình đã được đặt ở dưới gì, dưới quyền kiểm soát của ma quỷ, đúng không? Tức là cha, thì ngay từ lúc mà tôi và anh em còn ở trong bụng mẹ đó nè, thì đó là cái thời điểm dễ nhất gì nữa, thời điểm mà mình không phản ứng gì lại được hết trơn á. Cho nên á, khi mà cái đứa trẻ đó, cái thời điểm mà nó yếu nhất, bất lực nhất là khi nó còn là bào thai đó, thì chỉ nó phụ, cái đó nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái sự bảo vệ của cha mẹ đứa bé thôi à, tức là cái cha mẹ của cái bào thai đó. Nếu người cha người mẹ mà công chính kính sợ Chúa đó, thì họ sẽ cung cấp được cái sự bảo vệ cho con của mình. Đối với các bạn mà chưa có gia đình này, bây giờ các bạn đã tin kính Chúa rồi, thì các bạn rất là dễ, các bạn có một cái lợi thế rất lớn để bảo vệ cho cái con cháu về sau của mình, tức là cái đám kia nó không có quyền nó vô được. Còn những cái người mà cha mẹ không tin kính thì sao? Những người cha mẹ mà có cái gốc gác gia đình nó liên quan tới các cái hình thức siêu linh quyền bí đó, thì sẽ đặt những cái đứa con kia của mình là dưới cùng những ảnh hưởng thuộc linh đang hành động ở trong đời sống của mình. Mà hầu hết cái người Á Đông của chúng ta đó là thuộc cái dạng thứ hai này nè, tức là cái dạng mà ông bà cha mẹ mình là toàn là thờ lại hình tượng không á, liên quan tới tà thuật, liên quan tới bói khoa, liên quan tới phù thủy, thầy pháp, cúng tế các kiểu các loại. Và những cái đứa trẻ mà nó ở trong cái tình trạng mà cha mẹ như vậy đó, thì anh em biết là nó chịu ảnh hưởng của tà linh, hay là tôi dùng cái từ mà dễ hiểu hơn là nhiễm tà đó, tức là demonizomai đó, từ khi còn là thai nhi trong lòng mẹ. Đó là chưa kể nha, đó là chưa kể cái trường hợp là ông bà cha mẹ có thề nguyện với tà linh nó liên quan tới hậu tự của mình nữa. Thậm chí là gì? Hiến tế đó, tức là ở nhà mình có cái trò là con khó nuôi cái đem gửi vô trong trong chùa. Thật ra là mình làm gì đây? Giao nộp cho ma quỷ, cho tà linh. Mặc dù á, về phương diện pháp lý là sau khi nó lớn là bao nhiêu tuổi là cha mẹ cũng chuộc nó về, nhưng mà kỳ thực đó không phải là cái cách, bởi vì cha mẹ không lấy cái quyền được. Cái lý do mà cũng họ cũng nói như vậy mà ma quỷ nó vẫn cầm buộc được, mà tôi và anh em bây giờ nói đó là nó không có giữ được, tức là cùng một cái lời thề đó, nhưng mà cha mẹ mình mà trước khi biết Chúa đó mà rút lại lời thề là không thể được. Mà cũng là cái lời thề đó, nhưng mà sau khi tin Chúa rồi đó thì cha mẹ mình rút lại lời thề được, tức là mình rút lại được. Đó là tại sao anh em biết không? Cái ông mà cha mẹ đã rước vào đó, tức là Chúa Giêsu ấy, cái thẩm quyền hơn mới giải ra được, chứ còn không thì vô phương. Chúng ta sẽ đi lần vào trong thì như tôi nói với anh em là ngoài cái chuyện là
Người người Á Đông mình là thường là bị nhiễm tà từ trong bụng mẹ, là bởi vì ông bà cũ kỹ là thờ lại hình tượng rồi bói khoa rồi chiêm tinh rồi cái thứ. Thì ngoài cái trường hợp đó ra thì có những cái đứa trẻ là nó bị nặng hơn, là cha mẹ hay là ông bà là hiến tế cho tà linh, mà mình gọi là gỡ vô chùa hay là gì bán tên hay gì đó đại loại. Đó là chưa kể là gì, có những người mà họ vì cái công danh sự nghiệp của họ, chẳng hạn như là thầy phù thủy hay thầy pháp á, thì thường thường họ có những cái lời hứa nguyện rất rõ. Cho nên những cái tay thầy pháp mà một khi mà đã ma quỷ không còn dùng nữa đó, là kiểu gì là con cháu hoặc là điên khùng hoặc là chết bất đắc kỳ tử hết. Kinh lắm. Nó là sao anh em biết không? Cướp, giết và hủy diệt. Không yên được. Không không bao giờ mà cái bạn để ý những cái người mà họ làm thầy pháp thầy cúng, không bao giờ mà có cái hậu tự mà nó lành hết. Nhưng mà anh em hiểu rằng là phần lớn cái công tác giải cứu ngày hôm nay của các cái hội thánh á, thì chỉ mới tập trung vào cái nhóm này, tức là cái nhóm mà có ông bà cụ kỵ là hứa nguyện hay là dân vô chùa này nọ thôi. Thì các đầy tớ Chúa và con dân Chúa, nó những người mà hiểu biết lẽ thật thì chỉ mới gỡ được cái nhóm này thôi, tức là mà giải cứu là giải cứu nhóm này. Còn cái nhóm mà nghiễm nhiên sinh ra trong dưới cái gì là tôi đã từng kể cho anh em nghe cái câu chuyện mà một sư Dirac Prince, một vị giáo sư rất là tinh kính và rất là giỏi, nhưng mà cha mẹ của ông á, là lúc đó là sinh ông ra tại Ấn Độ, bởi vì lúc đó Ấn Độ thuộc địa của anh. Cha mẹ ông là một cái thuộc cái người mà gọi là con cái chúa dòng đó, nhà dòng luôn. Nhưng mà sinh ra rồi gởi, tức là vì cái gia đình kiểu như là công chức thời bây giờ, cho nên là có cái bà vú, tức là cái chọn một cái bà vú nuôi nuôi ông, chăm ông. Bà vú đó là người Ấn Độ. Ông không biết là bà dạy ông cái thứ gì, bởi vì nhỏ mà. Nhưng mà ông nói rằng lên khoảng chừng năm bắt đầu là tuổi thiếu niên đó, là ông bắt đầu ông say mê về những cái hình thái trang trí rồi văn hóa rồi của người Ấn Độ. Và thậm chí trong lòng ông có ao ước trở thành một guru. Guru tức là một vị vị giáo sư mà của bên trường phái thiền á, vị guru. Ông đã có cái xu hướng vậy rồi. Rồi sau này khi mà ông vào ông học trong Oxford rồi các thứ là lẫy lừng á, thành tích rất là rực rỡ, và ông học chuyên về cổ ngữ về các thứ, rồi ông gặp gỡ Chúa, ông kinh nghiệm Chúa, nhưng mà sâu xa trong ông nó vẫn có một cái gì đó mà nó kiểm soát ông mãi. Cho nên cái ảnh hưởng của cái thời niên thiếu đó nó khá là nặng anh chị. Có những cái người cha người mẹ mà phương Tây á, thì họ có cái truyền thống là buổi tối là ngủ thường hay kể chuyện cổ tích cho con nghe. Nhưng mà thường thường thì bố mẹ thì ít có rảnh, cho nên là thường để các bà nội hoặc là bà ngoại. Mà bà nội bà ngoại thì thường kể chuyện gì anh em biết không? Chuyện ma, phù thủy, tức là những cái thứ đó đó. Mà chúng ta đừng có quên là ma quỷ á, là nó không chừa hết. Cái thời điểm nào mà dễ tấn công nhất là nó vào vậy thôi. Cho nên khi 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 nói tới đây á, thì tôi suy nghĩ đến cái tình trạng ở Việt Nam mình, là thường hay giao con trẻ của mình cho những ông bà, tức là ông nội bà nội hay ông ngoại bà ngoại chưa tin Chúa chăm. Anh em thấy rõ ràng sao trứng cho ác không? Bởi vì ông bà nội ông bà ngoại mà nếu là chưa tin Chúa là họ ở với con mình bao nhiêu, gần như 24 đến 24 chủ nhật nó mới đến nhà thờ thôi, mà nếu nó đến nhà thờ nha. Nhưng còn cái tuổi dưới kia là chưa, nó chưa. Hoặc là giao cho những nhà khá khá thì giao cho những cái người giúp việc ấy, mà người ngoại á, mà trông, mà chăm. Còn mấy anh trẻ trẻ mà không có ông bà nội, ông bà ngoại chăm thì sao? Giao cho Google, giao cho YouTube. Anh em thấy sao tự nhiên mà nó, ủa sao hồi nhỏ nó vậy mà sao bây giờ nó đã đâu nè, nước nòi ra cái thứ gì nè. Mình giao trọn gói cho nó cái lúc mà hai trong chúng ta cũng biết cái câu là dạy con từ thở còn thơ đúng không, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Nhưng mà cái lúc còn thơ là mình không hề, lúc còn thơ là mình giao trọn gói. Chưa kể là cái trẻ ở Việt Nam mình á, đến lúc cái tuổi vào trường học nó học cái gì, nó học về vô thần, nó học những cái thứ mà nó ngược lại với lẽ thật kinh thánh.
Xin Chúa cho mỗi một anh em nhận ra được cái điều đó. Đây là cái chỗ mà phải nói là hầu hết con người ta gặp rắc rối. Khi chúng tôi làm cái công tác trưng bày huấn luyện môn đệ rồi về sau này, thực ra thì khoảng chừng trước đây thì chúng tôi cũng tham gia nhiều lắm, nhưng mà phải nói là hơn 2 năm từ ngày trở lại từ Mã Lai trở về đây thì cái kinh nghiệm mà Chúa cho trong cái lĩnh vực này của chúng tôi nó sâu hơn rất là nhiều, và chúng tôi nhìn thấy rất là nhiều vấn đề và gặp gỡ rất là nhiều người mà ban đầu mình chỉ nghĩ nó là một cái gì đó nó không phải vậy đâu. Nhưng khi đi vào rồi đến lúc mà ma quỷ nó lộ diện, mình mới thấy cái tuổi thơ đó nó khá nhiều là cái cánh cửa đã mở trống ra cho ma quỷ nó vào. Tôi muốn anh em xem một cái câu kinh thánh Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 18 đến câu 19. Bởi vì khi tôi nói điều này đó, sẽ nhiều đầy tớ Chúa và anh em sẽ nói rằng là nhưng mà mình đã được Chúa chuộc ra rồi mà. Ở đây lời Chúa trong Phi-rơ nhất đoạn 1 18 19 kinh thánh nói như này: vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết của huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vết. Vân vân, kinh thánh nói rằng tôi và anh em đã được chuộc khỏi cái sự ăn ở không ra gì của tổ tiên mình rồi. Về lý đó anh chị em là đã. Về lý là đã rồi, tức là về lý là mình đã được chuộc rồi. Nhưng mà thực tế thì sao? Thực tế đối với nhiều người là vẫn chưa. Tất cả nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái chỗ là cái từ xưng nhận, tức là cái từ homologeo đó. Anh chị em nhớ điều này, Chúa Giêsu chết trên thập tự giá cho bao nhiêu người? Cho cả nhân loại đúng không nè. Chúa Giêsu gánh bệnh cho bao nhiêu người? Cho cả nhân loại đúng không nè. Nhưng cho đến tận hôm nay không phải ai cũng đã nhận được sự cứu rỗi, đúng không? Thì cái câu kinh thánh mà Roma đoạn 10 câu 9 câu 10 mà chúng ta thường hay quen thuộc đó là gì? Còn nếu miệng ngươi xưng Đức Giêsu ra, hay là nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Thì cái chuyện là nếu miệng ngươi xưng đó là homologeo, xưng đó là mình công khai, mình tuyên bố, mình xác nhận điều đó. Tôi và anh em đã được chuộc khỏi cái sự ăn ở không ra gì của tổ tiên mình. Vâng. Nhưng mà nếu tôi và anh em không có, tức là mình không có biết điều đó, mình không có xưng nhận điều đó ra đó, thì những gì mà Chúa Giêsu đã làm vẫn chưa có là hiệu nghiệm cho đời sống của chúng ta. Xin anh em lưu ý điều này nha. Vấn đề là tôi nói lại nè, tôi và anh em về lý đó là Chúa Giêsu đã chuộc chúng ta ra khỏi những cái gì mà tổ tiên mình làm rồi, đúng nè. Nhưng mà về thực tế thì chưa. Trừ khi nào mà tôi và anh em áp dụng cái thực tế đó vào trong chính mình cơ, thì nó mới xảy ra, còn không là vẫn nằm im đó. Tôi và anh em sẽ đi lần lần vào trong vào để anh em nhận ra được. Về lý đó là Chúa đã giải phóng rồi, đã được chuộc mình ra rồi.
cái bào thai nó sẽ chuyển động rất là chậm. Vậy là lúc nãy giờ nghe vậy nào? Rồi, nhưng mà để con phải đeo tai nghe, con phải nghe thường xuyên. Tôi nói lại là cái điều mà một cái đứa bé nó mong đợi là kể cả trước hoặc là sau khi sinh đó, là được yêu thương. Mà một khi mà nó cảm thấy không được yêu đó, một khi nó cảm thấy bị ghét rồi đó, là chắc chắn nó sẽ cảm nhận về anh chị em nó là đồ thừa, nó là vô ích, nó không được chào đón. Và điều này nó sẽ dẫn tới cái đứa bé, tức là lúc đó còn đang bào thai ha, nó có một cái sự tổn thương sâu nặng hơn là bị từ chối hay là vô thừa nhận. Rất nhiều đứa trẻ được sinh ra với cái linh từ chối này, cái linh bị từ chối này, sẵn rồi. Đặc biệt là những đứa trẻ mà sinh ra trong cái thời kỳ mà đất nước gặp cái khủng hoảng kinh tế, hay là cái thời kỳ loạn lạc, hay là trong những cái gia đình mà nghèo thiếu khó khăn. Anh em biết là thường những cái gia đình nghèo, đã nghèo còn đẻ cho nhiều, mình hay thường nói vậy. Thì những đứa trẻ đó, nó ra đời là trong cái hoàn cảnh nhiều khi mẹ không thích, mẹ không có thích nữa. Mà một khi linh từ chối nó đã xâm nhập rồi đó, anh em nhớ tại sao nó xâm nhập, bởi vì đó là cái bào thai là cái thời điểm dễ nhất để xâm nhập. Vì lúc đó không có phòng bị, yếu nhất mà, yếu nhất không vậy. Một khi mở linh từ chối nó xâm nhập rồi là nó sẽ ém ở trong đứa trẻ. Thì cái đứa trẻ này nó sẽ gặp phải cái cảnh bị từ chối trong gia đình. Lớn lên nó vào trong trường học, nó bị từ chối trong trường học. Lớn lên nữa, nó đi làm, nó sẽ bị từ chối trong chỗ làm. Thậm chí ở trong hội thánh, nó vẫn bị từ chối. Tôi nói lại nè, anh em thấy cái linh từ chối mà tôi gặp rất rất nhiều. Vì chính tôi cũng gặp rồi, tính là trong cá nhân. Cái đứa trẻ mà khi nó ở trong thai, nó còn cái thời kỳ mang thai mà bị mẹ là ghét, hoặc là mẹ là coi như là không có muốn có nó đó, thì cái cảm nhận bị tổn thương nó đã đến. Và linh của sự từ chối đó, nó sẽ bị nhập. Và rất là nhiều đứa trẻ sinh ra trong cái tình trạng là bị nhiễm linh nó từ trong bụng mẹ. Và khi nó sinh ra trong như vậy rồi đó, thì nó gặp ngay cái cảnh bị từ chối trong gia đình, tức là nó bị ghét ở trong nhà. Nó ví dụ như nhà có 3-4 đứa con mà chỉ có nó là bị thôi, tức là giống như là bị cha mẹ đì nó chứ cái kiểu đó. Rồi nó vô trường học nó cũng bị bạn bè cô lập, tức là nó kiểu gì đó rồi nó bị từ chối, tức là nó không được nhìn nhận trong quần. Nó đi làm cũng vậy, thậm chí vào trong hội thánh nó cũng bị từ chối, tức là kiểu gì nó cũng bị loại. Nó cảm thấy cô đơn, nó cảm thấy nó không hòa nhập được, tức là luôn luôn cảm thấy giống như là bên lề của cái, dù nó cố gắng hết sức nha. Rồi một số người á, là mà đã có cái thằng này nó nằm đó rồi ấy, thì họ đã nỗ lực hết sức theo cái kiểu là để phục hận á, cái kiểu mà bị đầu từ chối, tôi muốn chứng tỏ tôi là thế này. Họ cũng đạt được một số thành công nhất định anh chị, nhưng mà chúng tôi theo dõi thì chúng tôi thấy là ngay cả khi mà họ đã đạt được thành công nhất định rồi, họ tham gia vào trong một cái nhóm, trong một cái cộng đồng, ví dụ là cái cộng đồng doanh nhân chẳng hạn, hay là trong cái câu lạc bộ thương gia chẳng hạn, hay đại gia gì đó, thì những người trong đó cũng xem thường họ, cũng khước từ họ, và thậm chí là xem cái người này không cùng đẳng cấp. Khi mà linh từ chối nó đã hành động ở trong người thì nó ra vượt cái cảnh đó. Chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp, có những người họ thật sự họ thành đạt trong cuộc sống luôn á, nhưng mà rồi họ vẫn không, mặc dù là họ được kể là đại gia, nhưng rồi trong cái nhóm đại gia đó thì người ta vẫn coi cái người này là không có cùng đẳng cấp, tức là họ cũng cảm thấy dường như nó có một cái gì đó nó tách họ ra, chứ họ không có. Và rất là nhiều người không chịu nổi cái cảnh bị hắt hủi, bị chèn ép, đã đi đến chỗ tự tử. Mà tôi biết chắc nhiều sâu hàng mà mất cái thời gian sau này đó, mà tự tử đó. Nhiều diễn viên điện ảnh hay là nhiều minh tinh mạnh quạt và rất là nổi tiếng đúng không, giàu có các kiểu, nhưng họ lại rơi vào cảnh cái phần lớn họ ra được đó là linh tự chọn. Một cái tin vui cho những cái người này đó là
Chúa Giêsu đã bị từ chối, đã bị khước từ, để những ai tin nơi Ngài thì không còn phải chịu cái cảnh đó nữa. Nên nếu như anh em mà có ai trong anh em là ở trong cái cảnh này thì trước hết là anh em cần giữ cái lẽ thật này trước, rồi về sau cuối cái phần bài học, cuối luận bài học thì khi sang cái phần mà cách giải cứu đó thì anh em sẽ nắm vững và sẽ tự giải quyết được. Chúng ta xem cái câu gian đoạn 1 câu 11. Ở đây nói về Chúa Giêsu đã chịu cái này trước cho tôi và này. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Tức là Chúa đã bị từ chối, Chúa đã chịu từ khước để chi? Để tôi và anh em không còn phải chịu cái cảnh đó nữa. Có thể nhìn lại đó trong anh em giống như mình là cái đứa con thừa thải trong gia đình. Nên mình ở trong gia đình mình luôn bị hạt hủi. Nhiều khi các bạn đi học, dù các bạn cũng không phải là học tệ lắm đâu, nhưng mà tự nhiên mình thấy sao đứa nào chơi với mình, nếu mà giống như mình bị người ta nó ghét vậy đó. Rồi đi làm cũng vậy, rồi thậm chí vô hội thánh cũng vậy, cũng như là học viên Chúa cũng vậy luôn. Thì cái trường hợp thứ hai đó là gì? Những cái ảnh hưởng tiêu cực khác khi còn mang thai thì phần lớn là do cái tác động từ người mẹ là rất là lớn. Tiếp nhớ là về cái thần thiếu nhi đó, nó rất nhiều, cho nên là còn một lần nữa những áp lực ở trong cái thần niên thiếu, cái con đường thứ ba hay là cái thời điểm thứ ba mà ma quỷ có thể vào trong đời sống của một người là ở trong cái thần niên thiếu này. Hồi nãy là mình ở trong cái thời kỳ thai nhi, còn đây là thời kỳ niên thiếu. Gia cơ đoạn 3 câu 16, vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy thì ở đó có sự lộn lộn và đủ mọi thứ ác. Con có cái đèn có tai nghe để con chat. Những cái gia đình mà nó đổ vỡ đó anh xem, những cái gia đình mà nó phân ly nơi cha mẹ, hay là cha mẹ mà cay cú mà xung đột với nhau và ít có thời giờ dành cho con cái đó, thì đó là cái bầu khí lý tưởng để mời cái sự hiện diện và hành động của bạn nơi những cái đứa trẻ của mình. Mình người đời họ thường hay nói gì, nó tổn thương tâm lý của nó ra, nhưng mà mình không biết thêm một người ta không biết thêm một cái chuyện là nó có những cái vết nứt đó, nó mở cửa rất là dễ cho cái đám nó vào, bởi vì nó là trộm mà. Hầu hết trẻ em trong những cái hoàn cảnh đó thì đều thiếu những cái sự bảo vệ về cái phương diện thuộc linh, cũng như là bảo vệ về phương diện tình cảm để chống đỡ những cái áp lực của tạo lực lượng bây giờ. Thì theo quan sát của một sinh viên Rack Prince thì hầu hết những cái vấn đề dính dáng đến tạo linh là đều bắt đầu từ khi người ta còn nhỏ, chứ không phải lúc lớn. Lúc lớn là cũng có nhưng mà ít, còn lúc nhỏ là nhiều lắm. Thì trong gia đình mà có những người cha nghiện rượu chẳng hạn, có những người cha mà rất là gọi là hung dữ đó, độc đoán á, hoặc là bạo hành, hoặc là ở phương Tây nhiều hơn ở Việt Nam là lạm dụng tình dục á, những đứa bé gái đó, thì những cái đứa bé gái đó nó ghét cay ghét đắng đàn ông luôn. Nó cách khác là gì? Cái điều chính cái điều đó nó mở cửa cho cái linh thù hận. Nhưng mà tiếc thay á, là từ khi mà tôi quan sát ở trong cái quá trình phục vụ Chúa rồi sau này khi nhìn nhận á, thì phần lớn á có những cái đứa con gái nó ghét đàn ông kinh hồn, tức là cái linh thù ghét đằng sau này nó không chỉ dừng lại đàn ông mà nó có thể dừng nhiều đối tượng khác. Nhưng mà mình thường hay nghĩ là đó là cái tính cách của con bé đó thôi à, chứ mà mình không bao giờ nghĩ là đằng sau cái tính cách đó là một ác linh nó đang hành động. Rồi mình đưa ra mình cầu nguyện sao? Dạ xin mục sư của hội thánh cầu nguyện cho cháu, chứ cái con bé này cái tính tình nó nóng nảy nữa, nó nói năng cọc cằn của ba nó, ông nó nói chát chát luôn, vì mình nhìn nhận định tình hình sai mà, bởi vì mình không có hiểu nó làm sao nó là linh, mình nghĩ nó chỉ là tính cách, mà tính cách thì sao, thì nó là thuộc về con người của nó thôi, rồi mình nghĩ nó phải cố gắng, mình phải đưa nó vào kỷ luật thế này thế kia để mà nó mới thay đổi. Một khi ba anh em định bệnh sai thì anh em sẽ bóc thuốc sai, mà bóc thuốc sai thì cái tình hình nó càng nặng thêm thôi. Đó, thí dụ như tôi đưa cái trường hợp là gặp cái người cha là độc quán, người cha gia trưởng rồi nó thấy đánh thường xuyên, đánh đập mẹ nó rồi nhậu nhạt say xỉn, cái sự thương tổn trong lòng nó là nó lớn rồi, bắt đầu cái lúc đó là cái lúc mà nó không thể nào mà chống trả được cái sự thâm nhập của cái linh thần thù hay là thần ghét.
Rồi có những cái trường hợp khác là những đứa trẻ nó trở nên là ghét đàn bà chẳng hạn, ghét người nữ, hoặc là nó đứng hẳn về phía người nữ rồi cho nên nó trở nên nữ tính. Thì khi đó là linh đồng tính là phần lớn là bắt đầu theo lúc này đó. Ví dụ như trong nhà mà ông cha lại là ông cha phải có cái chỗ dựa cho tụi nó đó, thì ông cha ông lòng là đẩy hết mấy mẹ con sang một phía đó, mà nếu đó là cái thằng con trai thì dần dần nó bị mềm hóa này, thế theo cái cách mình suy nghĩ nó rất là ghét mấy ông này, thì dần dần á cái linh nó bắt đầu nó có cơ sở lên nó nhập vào. Và khi mà các đệ tử Chúa, thường những người mà chuyên về giải cứu cho cái vấn đề đồng tính thì hầu hết là gặp cái cảnh đó cũng từ lúc nhỏ. Nhiều người nó không thầy, nó lớn nó mới ái giàu nhỏ nó khác. Anh em phải biết là những cái nó liên quan tới tính dục á thì bao giờ nó cũng vào sớm lắm, nhưng mà bởi vì cái lúc nhỏ là tụi nhỏ nó chưa có, nó chưa cái giới tính của nó. Lát nữa tôi muốn nói thêm về cái chuyện mà cái vấn đề tình dục sau này thì anh em sẽ thấy nó nằm sẵn trong đó rồi, nhưng mà vì trẻ con nó chưa có cái xu hướng tình dục cho nên là mình chưa thấy cái loại đó nó lộ diện ra. Nên cho nên nhiều người nó không thầy, hồi nhỏ thằng nhỏ này nó là cái thằng con trai cứng luôn, có bây giờ sao lớn lên sao nó đắp dính đi chứ còn nó nằm sẵn đó rồi mà. Bởi vì cái lúc độ tuổi nhỏ đó, nó chưa có phát hiện về về vấn đề cái xu hướng giới tính. Đây là một cái rất là thật. Cho nên khi mà anh em đi ra mà làm công tác giải cứu đó thì xin hãy dành nhiều cái thời gian ngồi trò chuyện để gì? Anh em có thể định mình á. Khi mình nói chuyện với người ta đó, nhiều khi Chúa Thánh Linh bên trong sẽ nhắc cho cái người đã nhớ. Rồi khi mình biết là cái chỗ nào nó bắt đầu được mình mới gỡ được chứ còn không có gì được hết. Thì ngoài cái linh thù ghét thì một số cái linh khác đó, tà linh khác đó, nó triệt để khai thác những đứa trẻ là thuộc cái dạng đó, ví dụ là từ chối này, giận dữ này, sợ hãi này, phản loạn này, đau khổ này, cô đơn này, trầm gọi là gì trầm cảm này, và đôi khi cả linh tự tử là từ cái lúc còn bị nhỏ. Thì những cái gia đình mà nó ở trong cái tình trạng mà đổ vỡ và cha mẹ cái xung đột thường xuyên, đối với con người bình thường mình nghĩ là những cái đứa trẻ nó không có phát triển nhân cách bình thường, đúng rồi, nhưng mà đằng sau cái những cái tâm tánh của những đứa trẻ đó là rất dễ có tà, bởi vì cái sự thương tổn khi các cháu nó còn rất nhỏ, nó là cái cánh cửa rất dễ để bước. Hầu hết thì những cái linh mà từ chối thì như chúng ta biết như từ lúc nãy tôi nói là nó đều mở đường cho cái linh tự tử. Cho nên khi có chuyện là trong đầu nó nghĩ gì, cái phước cho sao, cứ mãi có chuyện là nó sẽ nghĩ tới cảnh đó. Cứ hễ mà có chuyện hay gặp áp lực hay gì đó là cái nghĩ đầu tiên là gì, chết. Đó là linh tự tử đó, nó là dấu hiệu của nó nằm sẵn đó. Rồi thứ tư, những cái cú sốc tâm lý hay là áp lực dai dẳng về tâm lý, lúc này là đã là lớn rồi, cái này thì lớn nó mới gặp cho trẻ con chỉ học tiếp. Phiên thứ nhất cùng 3 câu 6. Như Sarah vâng lời Abraham gọi người là chú mình, chị em là con cái của bà nếu chị em làm điều chính đáng và không để mối kinh hoàng nào làm sợ hãi. Sứ đồ Phêrô bảo là nếu các bà các cô làm điều lành ấy và không để mối kinh hoàng nào làm sợ hãi thì đủ chuẩn làm con gái của Sarah. Thường thì cái người nữ đó, về cái phương diện cảm xúc đó, thì người nữ thường là yếu hơn người nam, họ dễ bị sợ hãi hơn. Tức là cái chuyện nó xảy ra là người nam nhìn thấy bình thường, nhưng mà người nữ họ thấy gì, tức là sợ kinh hoàng ấy. Chứ còn mấy ông nam mà tự nhiên chạy lại hù ổng cái gì, thấy không? Tức là về nữ thì cứ... Cho nên có một cái người kia đến nhờ một sư cầu nguyện và cho rằng là giúp đủ cho, bởi vì cô rất là sợ. Thì mấy người ông một sư mở chứ cô, tại sao mà cô cứ sợ như vậy? Cô nói là bởi vì từ cái, bởi vì cô đang chạy xe trên đường cao tốc như thế là cô thấy cái tai nạn nó xảy ra đằng trước cái xe cổ, tức là cô thấy nó chết, hai xe nó đụng nhau nó bành, tức là cô thấy trước mắt của, từ đó bắt đầu là, tức là cái linh sợ hãi nó vào ngay đúng cái cú sốc đó, vào đúng cái thời điểm đó. Mà anh em biết là ngày nay ấy,
là vô vàn những cái phương tiện truyền thông hàng triệu người khắp thế giới suốt ngày cứ tập trung như đó không. Mà mình như tôi nói là toàn cái thông tin gì cứ giết hiếp mà phải có máu me ra người ta mới khoái coi, đúng không? Phải phải như thế. Mặc dù người ta nói không, cái clip này là có những cái hình ảnh bạo lực phải cẩn thận trước khi xem thì người ta càng xem mình dữ dội hơn. Mà khi mà mình xem nó nè, đi có những lúc mặc dù là mình xem gián tiếp mà cái sự sợ hãi nó đấy. Lúc các bạn trẻ thì sao, các cái pha rượt đuổi bắn giết trong các phim hành động này rồi là, mà thật ra là cướp giết quỷ gì đó rồi gì nữa, rồi các cái trò chơi mang đầy cái tính bạo lực, rồi phim kinh dị nó mở cửa cho linh sợ hãi, đúng không? Cho ác linh rồi linh sự chết nó, đúng không? Con dân của Chúa cứ mỗi ngày cứ chặn mắt lại rồi tiếp nhận đúng không? Nhưng mà nhiều người kể cả đầy tớ Chúa vẫn xem đó mà giải trí này đâu có gì đâu, mất trí chờ là giải trí. À, anh em đừng có tưởng là bình thường, nó không bình thường chỗ này, bởi vì cái lúc đó là cái lúc một cửa chúng ta mở rộng nhất. Anh em tiếp nhận gì? Anh em xem những cái phim mà nó có gói quà, phim tà thuật, gói quà tà thuật, mình xem, rồi mình xem kiểu hoài linh mà đang làm phép rồi cúng tế mà đó là diễn hài, mình cứ xem mình bởi vì sao mình nói gì? Tận nhiên. Chúng ta đang làm gì? Mình đang mở sân banh cái cửa mình dân làm gì? Rồi mình chấp nhận cái cướp giết quỷ diệt đó, mình thấy máu me đầy đó đó mà mình vẫn. Cho nên hôm trước tôi đó là người ta thắc mắc tại sao trẻ con nó không bị nhiễm cúm tàu, đó là virus corona. Có người nói là đơn giản là bởi vì nó chưa đọc báo được, nó không có đọc báo cho nên nó không có sợ. Còn mình người lớn cứ đọc giết nó cứ là mở cửa cho nó lên sợ hãi đúng không? Anh em bây giờ đọc thử coi, ai mà thường xuyên đọc báo mà đọc giết hồi là không dám ăn món gì luôn. Mình thấy cái gì cũng đọc hết đấy mà. Thế là nếu mà cho đi hả? Đó là lý do mà Chúa Giêsu bảo là gì? Hãy cẩn thận về những gì các ngươi nghe. Vậy đó. Đừng có nói, ủa nhưng mà tại sao nó đầy ra đó, sao không nghe? Ủa thấy. Chúng ta như mình có cái sự khôn ngoan để mình biết chọn lựa mà. Cho nên là đàn ông cũng như đàn bà anh chị em chúng ta là đối tượng của nhiều cái kiểu áp lực, nhiều cái căng thẳng á, về phương diện cảm xúc là lẫn tâm lý nữa. Cả đàn ông đàn bà đều là đối tượng của những cái ham muốn tình dục mãnh liệt. Nhiều khi có những cái ham muốn nó đột ngột, cái khao khát như vậy mà nếu nó thắng thế đó là chúng ta mở cửa cho cái linh tham dục hoặc là cái linh tà dâm nó bước vào. Hoặc là nhiều người cứ ấp ủ hay là đam mê các cái kiểu lòng tình hay là xem phim ảnh khiêu dâm, nó cũng vậy, nó cũng có cái hậu quả tương tự như vậy. Nhưng mà ở đây tôi muốn mở ngoặc cái này, tôi nói để anh em thấy đôi khi cái linh tà dâm hay là cái linh gọi là dâm dục ấy, nó xâm nhập vào đời sống của một đứa trẻ một cách vô thức. Chẳng hạn là khi nó nhìn thấy ba mẹ nó đang đồng tình bất ngờ, nó có trường hợp ra nó thấy, hoặc là bất ngờ nó thấy cái cảnh người lớn làm tình đối với đứa trẻ là một cái gì nó rất là sốc, tức là nó kinh ngạc. Thì nhớ là tà ma mà, nó là già nó không bỏ mà nhỏ nó không có tha đâu, nó không có bao giờ tôn trọng cái sự thơ ngây hay là trinh trắng của trẻ con đâu. Miễn là có cơ hội, tức là cái thời điểm yếu nhất, sơ hở nhất, dễ ăn nhất là nó sẽ hột nhập vào cái cá nhân đó. Cái từ cái thời điểm nó trở đi là cái đứa trẻ đã chịu ảnh hưởng của lên tà dâm, nhưng mà nó không có thể hiện ra cho đến khi trong đứa trẻ nó bắt đầu cái gọi là cái định hướng về 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 tính dục nó bắt đầu xuất hiện ra, thì cái thằng đó nó bắt đầu nó kích hoạt luôn. Cho nên những người cha là mẹ trẻ nó hết sức để ý nó, hết sức để ý cái chuyện đó. Còn chưa kể là ngày hôm nay mà khi mà cái chuyện lầm tình rồi các thứ nhăn nhản ở trên mạng các thứ, thì rất là nhiều người trẻ mở cái cánh cửa đời sống mình cho linh tà dâm nó bước vào và nó bắt đầu nó từng bước nó kiểm soát. Đến cái lúc mà
nó kiểm soát được người đó thì người đó chỉ có phạm tội, phạm tội bị phạm tội và phạm tội thôi, không có kháng cự được. Cho nên là xin Chúa giúp cho mỗi một anh em nhận ra được những cái lúc mà gọi là ở trong cái cú sốc lớn hoặc là ở trong cái tình trạng căng thẳng. Nhiều người họ mất việc, rất là mất việc dài, ví dụ sau Covid này nè, họ tìm việc không được. Nó nếu mà là ông chồng là gọi là trụ cột trong gia đình mà tìm việc không được, ở trong cái tình trạng rất là căng thẳng và cảm thấy gì giống như là mình bất lực á, mình gọi là bất tài vô dụng ấy, rồi bắt đầu rượu vô chút đỉnh rồi nhậu nhẹt và bắt đầu có những cái, có những cái sự bộc phát mà tà linh nó vẫn có thể xâm nhập vào. Đây là một cái dạng khác nữa. Hoặc là có những bà vợ mà bị suốt ngày bị ông chồng ông chì chiết, ông chửi hiếp, thì cái căng thẳng tâm lý đó nó cũng là một cái cơ hội rất là tốt để cho tà linh nó có thể kiểm soát. Đây, đây, từ đó anh chị em, anh em đừng có nghĩ là xong mà học cái này xong thấy đâu cũng thấy nó hết đâu vậy, bởi vì thật sự nó đang đi vòng vòng mà, đúng không? Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ đi đình mò xung quanh anh em để tìm kiếm người nào nó có lẽ nó, nếu mà tôi anh em không cảm giác là chúng ta có rất là dễ, nhưng mà nhiều khi mình không biết cái nguyên trọng là gì. Rồi tiếp theo, những cái hành vi hay thói quen tội lỗi, cái này thì chúng ta sẽ dễ nhận diện hơn cái căn bản kia, nhưng mà dù nhận diện hay không nhận diện gì cũng vậy đó. Đôi khi những cái hành động mang tính quyết định đơn lẻ thì có thể mở đường cho tà linh. Ví dụ trong cái trường hợp mà phản Chúa của Giu-đa, đầu tiên là ma quỷ nó gieo cái ý tưởng phản Chúa vào trong trong lòng của Giu-đa. Nhưng mà nếu anh nắm lấy cái ý tưởng đó, anh kích hoạt nó lên thì mới là chuyện. Chứ còn cái ý tưởng mà cám dỗ là thường xuyên nó đến với chúng ta. Anh em nhớ gì? Anh em nhớ cái hôm trước tôi nói là gì? Cái tế bào ung thư á, xin lỗi, cái virus ung thư á là nó luôn luôn tấn công vào cái cơ thể con người chúng ta thường xuyên, thậm chí là ngày nào cũng có. Nếu cái cơ thể mình nó khỏe mạnh thì cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ làm việc rất là trọn, cái chức năng của nó là nó phát hiện và nó kháng cự nha. Còn nếu mà cái cơ thể mình yếu thì cái hệ thống miễn dịch nó sẽ gì, nó còn cái chức năng, thì khi mà cái virus nó xâm nhập á, nó có thể phát hiện nhưng mà không chống là bắt đầu nó. Thì cũng vậy, cái chuyện đừng có nói là ủa tại sao mà con nó đi theo Chúa rồi một thứ quỷ nó theo nó, ngoài mình là đối tượng của nó mà. Cho nên nó gieo những ý tưởng, ví dụ bây giờ các bạn đi ra ngoài nhìn thấy một cái cô gái ăn mặc hở hang rồi mình thấy đúng không, hoặc thậm chí mình không trời ơi nhỏ sexy ghê, hay là nhỏ hấp dẫn quá, hay là nhỏ đẹp quá, rồi thôi đi thì thôi, nhưng mà thì mình đi qua rồi đó, nhưng mà mình rồi mình bắt đầu mình đến nó để đi xa lắm rồi, hoặc là mình nói chỉ là một cái pano quảng cáo thôi, nhưng mà đi qua, nhưng mà cái hình nó vẫn còn động lại đây, giờ mình tưởng tượng nó như con bé đó, như là cái viên kẹo mà mình có thể lột ra mình ăn được, thì lại là một cái chuyện khác. Ma quỷ gieo cái ý tưởng phản Chúa trong lòng của Giu-đa. Thỉnh thoảng anh em có những ý tưởng là muốn bỏ cuộc, đúng không? Có những lúc anh em có ý tưởng là uống lại một ly, có những lúc anh em tức là cái những ý tưởng nó xuất hiện chứ, nhưng mà quan trọng là mình guess, tức là mình nắm lấy nó, hay là mình chống cự lại nó, vậy thôi. Ở đây thì câu danh đoạn 13 câu 2 nói gì? Trong bữa ăn tối, quỷ vương đã gieo vào lòng Giu-đa con của Simon Iscariot ý tưởng phản bội Ngài. Nhưng mà nếu là như vậy rồi mình mà Giu-đa làm sao kháng cự lại thì lại một chuyện không. Qua câu 27, lúc này là anh đã sao thấy rồi đó, anh là phương án rồi, lên đây đó rồi đó. Ngay khi Giu-đa nhận miếng bánh, tức là Chúa Giê-xu nói là việc ngươi tính làm thì hãy làm đi đó, Satan nhập vào hắn, bắt đầu là kiểm soát rồi, nói một cách khác là áp chế. Đức Giê-xu bảo việc ngươi sắp làm hãy làm nhanh lên. Câu 30, Giu-đa nhận miếng bánh liền ra đi. Cái ba từ cuối cùng rất hình ảnh, trời sập thôi. Sao nè, gieo ý tưởng đúng không? Và Giu-đa nắm lấy cái ý tưởng đó, suy nghĩ tức là lên phương án các kiểu, và cuối cùng thực hiện ý tưởng, cửa đã đóng sầm lại được, trời sập thôi. Cho nên chính Giu-đa đã mở cái cánh cửa và sau đó anh ta không có đóng cửa lại được.
Cho nên trong cái trường hợp có, nhưng mà trong cái đời thường thì họ có những cái hành động nó không có nặng như vậy, có những hành động nó rất là nhẹ, nhưng mà cũng vẫn mở cửa cho tà linh. Nó là một mục sư cầu nguyện cho một cái người nữ bị cái linh tà dâm nó khống chế. Thì khi ông truyền lệnh cho linh tà dâm ra khỏi cái người nữ này thì nó trả lời là nó mời tao vô mà, tức là nó vô hợp pháp á, chứ không phải là nó năng mấy cô đó mời vô thôi. Nó mời khi nào? Nó cái lần cô đi xem phim xét. Nếu có những khi có những cái hành động nó là đơn lẻ nhưng mà có chủ ý của mình thì mình cũng là, có nghĩa là mình mở cửa. Và khi đó chỉ có khi nào cái người nữ đó bắt đầu ăn năn xin Chúa tha thứ tội lỗi thì khi đó tà linh nó mới được bị đuổi ra, còn không là không cách, còn không không có cách nào. Có những cái trường hợp là nó vào một cách hợp pháp đó, tức là mình đã đồng thuận để cho nó vào, thì trừ khi cái người đó ăn năn, trừ khi người đó ăn năn để nhận được sự tha thứ từ người Chúa đó, thì khi đó tức là quyết Chúa Giêsu rửa sạch người đó rồi, thì trong người đó không có còn cái máu chốt mà cái con kia nó có thể nắm giữ được, nên nó mới phục sự lại. Cho nên là anh em nhớ là ma quỷ nó là mấy chuyên gia về luật nha. Khi một cái hành động của tôi và anh em mà mở cửa cho tà linh á, thì nó không có bao giờ đi đâu, cho đến khi nào tôi và anh em phải xưng ra, chứ còn không mà nó không có cách nào cả, nó kiện quá. Có một đại tớ của Chúa, hầu hết anh em biết, nhưng tôi không nói tên. Ông là cái người lòng cái người biển, đã là hầu Chúa là mục sư rồi, nhưng mà ông không có bỏ thuốc lá được. Mà cái thời đó của tụi tôi đó là cứ đầu tháng là có 3 ngày đi ăn cầu nguyện, chúng tôi mượn điểm ở trên hóc môn không, mạnh lên là cầu nguyện, là cầu nguyện giải cứu xong rồi là thật về rồi. Cái là mấy buổi sau là tôi nghe bà vợ nói là một sư ơi, ông hút lại nữa. Ôi là lạ, bỏ thuốc đâu có gì đâu không. Mà cái ông đó ông cũng không có tha, tức là ông biết cái đó là sai, ông muốn bỏ mà bỏ không được. Nhiều tháng qua đã cứ đầu tháng là tụi tôi cầu nguyện mà phải lâu ra rồi cầu nguyện hoài, mà sao lạ cái thằng này. Nhiều khi tôi nói thèm lạ gì cái chứng mà cái đó biết là sai mà, nhưng mà ông không trả lời được, tức là ông không nhận. Thì cái hôm đó nằm đó chuẩn bị cầu nguyện nữa, tự nhiên Chúa cho tôi thấy cái hình ảnh cả một nghĩa địa, cái nghĩa địa mộ mã không. Cái tôi kêu lên nữa, ôi sao chuẩn bị cầu nguyện cho em mà anh thấy nghĩa địa không. Chết rồi, em nhớ rồi. Bởi vì hồi lúc còn quê mà đi biển là biển rồi tới ra cái nghĩa địa rồi mới tới xuống ra ngoài bến rồi đi ra ngoài. Thì thường thường cái lúc mà hồi đó chưa có biết Chúa cho nên đi biển về là biển sáng sớm về mà. Thì đi lên ngang đó là người ta tới ví dụ là rằm mùng một người ta hay cúng thuốc là đi với ngộ cúng cả gói thuốc vậy đó, đốt một tiếu để đó thôi, còn một gói để y đó. Anh em hiểu tức là cúng cho người chết. Đốt một điếu thuốc đó thôi, khi mà người thân tới miếng mộ thì đốt một điếu để đó thôi, còn lại cả gói thì cứ để yên, nó giống như hoa quả chân cúi. Mấy ông nào cũng nghĩ là tao đâu có sợ ma quá gì đâu, trời ơi thuốc toàn thuốc thơm xịn không, lấy hết thuốc bị nhiều đó không, mà nó không ra, không có giải thích được đúng không. Rồi khi đó khi mà bắt đầu hướng dẫn cả năm chồng từ đó đến bây giờ luôn. Có những cái hành động mà nó mình không hiểu được, nhưng mà mở cửa cho tà ma nó bước vào. Nên khi chúng tôi mới về từ bên Mã Lai về thì cũng có cầu nguyện cho một bà vợ của một mục sư, ông vừa qua đời lâu, bà vợ mục sư nhưng mà nghiện thuốc lá 17 năm. Như vậy đó, có những cái mà tôi nói với anh chị là không có lý giải gì được hết. Bởi vì đâu mình đâu có thấy chỗ là mình nói đâu đúng không? Cho nên có những cái hành động, có những hành vi, có những cái thói quen phạm tội của chúng ta nó mở đường cho tội lên bước. Cho nên là khi mà Chúa tha tội chỉ có cách là một cách duy nhất là ăn năn. Còn nếu không là tôi và anh em cứ cầu nguyện mãi thì mình xem nó giống như là một cái thói hư tật xấu vậy thôi à. Rồi mình sẽ gọi là kỷ luật xác thịt rồi còn đủ các trò đó mà ăn không.
Rồi cũng có những cái trường hợp mà có những cái thói quen mà nó cũng gọi là quý tập hơn, tức là không không đến nỗi ghê gớm lắm, nhưng mà nó cũng có là cái linh tham ăn. Nhiều nhiều khi mình không nghĩ đó là linh nè, mình nghĩ đây là chỉ xác thịt thuần tí thôi, đúng không? Nhưng mà thật sự tôi nói là anh em, cái này có rất thật, không có cách nào mà cứ khuyên cự được cái đâu á, cho đến khi giải quyết thật rồi. Rồi có những người mà cái linh dối trá nó ở trong họ mà họ không hề biết. Trong Nam mình thì thường hay gọi là gì, cái thằng này nó tung lựu đạn là banh vào lòng chợ đó, ngoài ngoài bác gọi là nổ đó. Có những người họ nói họ nghĩ là cái thằng này nó vui thôi, gọi là bốc phét thôi. Không, có những người vì những cái hành động nó cứ nó gặp đi rồi cái linh nó linh dối trá nó ở trong người đó luôn. Chứ không phải mà theo như mình nghĩ là bình thường. Ủa thằng sao nó nói sợ mà nó nói như thiệt không? Không phải nó nữa đâu. Nó có một đằng sau cái hành động nó có một cái linh dấu trên. Xin Chúa cho nè, nhận được. Rồi, thứ sáu. Cái cách thứ sáu mà tà ma nó vẫn có thể vào trong đời sống của tôi anh em. Cái cách này là anh em cũng đã nghe tôi hướng dẫn lâu rồi, nhưng mà anh em phải cẩn thận. Đặc biệt là chúng ta là theo cái tinh thần ngũ tuần ngân tứ đó, đặt tay này. Cái việc mà đặt tay đi người khác khi cầu nguyện á, nó không chỉ đơn thuần là một cái nghi thức tôn giáo anh chị, nó có thể là một cái trải nghiệm thuộc linh đầy quyền năng, một cái sự tương tác ngắn hạn giữa hai cái linh mà qua đó là cái quyền năng siêu nhiên được phóng thích hay được khai phóng. Thường thường á thì cái quyền năng sẽ lưu xuất từ người đặt tay đến cái người được đặt tay, nhưng mà đôi khi nó có trường hợp là gì, nó chuyển ngược lại. Tôi nói lại là thường á là cái người mà họ đặt tay lên mình thì cái quyền năng nó sẽ chuyển từ cái người đặt tay sang mình, nhưng mà đôi khi không biết là linh bên nào mạnh hơn bên nào á, đôi khi nó sẽ ngược lại đó. Cho nên lý do mà sứ đồ Phaolô khuyên dạy Timôthê là một cái người hầu của Chúa trẻ rằng là trong Timôthê nhất còn năm mà mai đó, đừng có vội đặt tay thế này, lý do là đừng có nhúng vào tội lỗi của người khác, hãy giữ mình cho trong sạch. Nói cách khác là anh chị em cần phải hết sức cẩn thận với cái người mà anh chị em cho phép cái linh của anh em được tương tác với. Nếu anh em chưa biết người đó là ai, đừng có cứ xìa đầu vô cho nó đặt tay nó cầu nguyện. Cái này tôi đã dặn anh em nhiều rồi. Ví dụ như có ông mục sư mẫu đến hội thánh của chúng ta, tôi mời thì tất nhiên là tôi phải thẩm định trước thì nó lại là khác. Còn nếu anh em đi bồi linh đi nơi này nơi kia, đang hội thánh này hội thánh nọ, rồi nhiều khi anh em nói trước đây con không có cái tính này mà sao bây giờ nó như vậy, hay sức cảnh cảnh. Cho nên khi mà anh em để một ai đó đặt tay với mình đó, là anh em phải nhớ mình phải bảo đảm chắc là mình sẽ không có dự phần, không có chia sẻ tội lỗi của người đó nghe. Cho nên tốt nhất là nếu mà anh em không biết người đó là ai, khoan gọi, khoan gọi để cho người ta đặt tay, mà cũng khoan gọi đặt tay lên người ta. Thì ngày hôm nay đó, nó có một cái xu hướng đặc biệt trong các học thánh lưu gia, đó là cứ hô là cứ đặt tay đúng hay đặt tay nấy. Coi mình không có kể trời đất, nhưng mà mình quên mất cái chuyện là có thể đặt được, phản ứng được. Đặc biệt là khi các bạn đi ra cầu nguyện cho những người mà bị bệnh đó, cái này ngoan, ví dụ như những người họ bị bệnh thì ung thư chẳng hạn, những cái bệnh mà thuộc cái dạng nặng ấy. Tôi nói rất là đơn sơ để anh em, ví dụ như anh em ra mà tiếp xúc với những người mà cái bệnh truyền nhiễm đó, anh em có dám lại là từ mà là coi muốn đụng đâu qua đâu đụng đó không, hay là anh em phải có khẩu trang các thứ. Nhưng mà nhiều khi về phương diện thuộc linh nó nghĩ vậy đó, nhưng mà nhiều khi tôi thấy rất là nhiều khi chúng ta rất là bất cẩn, mình cứ nghĩ là giống như mình là thuộc cái loại mà gọi là bất khả xâm phạm ấy, cho nên nó bị ngược mà nhiều người không nhận ra. Tôi được cái bài dạy rất là rõ, đặc biệt là trong cái thời điểm mà anh em biết là tôi thường xuyên cầu nguyện cho những người mà bị ung thư, thì cái thời kỳ đó là Chúa dạy rất kỹ về như này. Tức là trước khi mà đến chuẩn bị, chưa nói là tới gần đó là tới đặt tay, mà trước khi đến là luôn được Chúa dạy và phải chuẩn bị.
Thế thì giống như mình phải 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 trang bị đủ cái bộ đồ bảo hiểm bảo hộ gì đó rồi mới xuất hiện được. Thì anh em đã nghe cái câu chuyện mà bà Ruth vợ của một sư Gregory bị cảm lạnh, rồi mà lúc đó bà mới tin Chúa, bà ở trong một cái hội chúng, ông đó ông một sư trưởng nói ông hướng dẫn là bây giờ ai trong anh em có đau yếu thì đưa tay lên rồi tôi sẽ hướng dẫn hội chúng. Rồi sau đó ông nói là ai đứng gần cái người đó thì đặt tay đi, người đó cầu nguyện. Thì có 4 5 người đó cầu nguyện, nhưng mà sáng sau bà thức dậy thì cái cảm lạnh của bà thì nó hết, nhưng mà tự nhiên tay của bà nó co quắp lại đau. Thì ngay lập tức bà có ý tưởng là hôm qua nó có ai đó thắp khớp đã đặt tay lên bà. Khi bà nhận diện là bà nó cắt đứt, bà nhân nhìn Chúa, bà nó tuyệt với linh đó thì bà được giải phóng. Cho nên cái việc mà để người ta đặt tay của mình đặt tay lên, các anh em cẩn thận. Thật ra tôi anh em không cần tới mức độ là phải chạm đến người ta, đó là giải pháp tốt nhất. Trừ trường hợp là mà anh em là cái người một là gọi là ví dụ như đi trong đoàn mà anh em là lãnh đạo kìa, giống như thầy á, thì còn không mà các bạn cứ đứng từ xa đi, đâu đâu cái nhất quá phải chạm đến họ làm gì, không không cần thiết phải làm như vậy. Bởi vì tôi cũng muốn để cái bệnh kinh nghiệm của quyền năng của Đức Thánh Linh hơn là cái bệnh bị cám dỗ là tác động lực lên người ta. Bởi vì nhiều khi mình đặt tay là mình muốn cho người ta làm gì ngã, không được. Nếu mà Chúa thật sự mà hành động trong chúng ta, từ đây mình chỉ nói một cái là người ta đã ngã rồi, không cần phải chạm gì hết á, không? Bởi vì có phải mình đâu mà quyền năng của Chúa có thể làm được đó. Cho nên cái giải pháp tối ưu, đặc biệt là đối với các bạn là những người còn trẻ đó, là không nhất thiết phải đặt tay cho người khác. Đó là chưa kể là khám phá, có những cái sự đụng chạm không cần thiết. Mà nếu trong cái người kia mà nó có linh, anh em biết rồi đó. Nếu một người nào đặt tay lên người nữ, mà người nữ mà nó có cái linh, gọi là về bên cái phương diện tính dục nữa, là mạnh lắm. Cho nên cái giải pháp tối ưu là gì? Là để tương xác. Chứ đâu có nhất quá phải 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 là phải chọn được mới. Rồi cuối cùng, đó là những cái lời nói thiếu suy nghĩ hay là vô bổ. À, trong tiếng Anh gọi là ít đồ, careless, careless. Đây là những cái lĩnh vực, những cái phạm trù mà rất rất nhiều người trong chúng ta không có thèm cảnh giác hoặc là mất cảnh giác. Nhưng nó là một trong những cái lĩnh vực mà Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta cách nghiêm túc, anh chị. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36 và 37. Nhưng ta bảo các ngươi trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Trong ngữ tiếng Việt mình dịch là vô ích. Vì bởi lời nói người sẽ được xưng công chính, cũng bởi lời nói người sẽ bị định tội. Cái từ này trong bản một bản dịch khác thì dịch là từ hư không, chữ idol dịch là hư không, hoặc là nhảm nhí, hoặc là tầm phào, hoặc là cẩu thả, đó là idol war hay là careless. Cái lời vô ích hay là hư không đây là gì? Đây là những cái lời mà chúng ta nói ra cách không có suy nghĩ, tức là những cái lời mà nó không nói lên cái suy nghĩ hay là cái dự tính thật của mình. Cho nên nếu mà ai đó họ chất vấn mình nói không, tôi không có ý nói vậy, tôi chỉ nói chơi thôi, đó là tầm phào á, đó là nhảm nhí á. Nhưng mà Chúa Giêsu cảnh báo nghiêm khắc tôi và anh em. Vì sao? Vì chúng ta sẽ được đãi giống y như vậy, và ma quỷ nó chỉ chờ có cái chuyện đó thôi là nó lụm chúng ta đó. Cho nên việc mà nhiều con dân Chúa ngày hôm nay thường xuyên phạm vào những cái tội nói, những lời vô ích là không làm cho cái chuyện nó trở nên ít nghiêm trọng đi đâu. Thật sự là những ai mà không có xem cái lời cảnh báo của Chúa Giêsu là quan trọng thì phải ăn năn. Đây là những cái lời nó thuộc cái dạng là tự rủa mình đó anh chị. Và những cái lời này nó mở cửa cho tà linh nó bước vào. Chẳng hạn bệnh muốn chết, hẳn hẳn như người đó không có cái ý muốn ấy, nghĩa là theo nghĩa đen đâu, nhưng mà cái điều đó nó mở đường một cách hợp pháp cho cái linh sự chết nó bước vào. Sáng sớm mình bước ra rồi, ôi à, hôm nay sao muốn bệnh quá. Cái đó ý đồ quá, cho đó là cái lời mà gọi là nhảm nhí á. Mà mình đừng tưởng mình nó không có thể, con không ý nói vậy, cái chuyện ý không ý không có quan trọng, quan trọng là mình đã mở cho cái linh bệnh tật nó bước vô, đơn giản vậy đó. Những cái lời mà nó liên quan sự chết là luôn đặc biệt nguy hiểm, quyết được chết liền.
cười gần chết, nghèo sặc máu, chết còn sướng hơn, chết phất cho rồi. Đó là những cái lời mời trực tiếp làm cho anh em mời cái lương sự chết lên bệnh tật nó ngon đó, mời trực tiếp luôn. Nhiều khi mình nói gì, nói chơi, nó mà quỷ nào không có chơi, mà quỷ nào không có nói là nói chơi. Chúa nói gì? Chúa Giêsu chính vì nó nghiêm trọng như vậy, Chúa Giêsu cảnh báo đó. Cho nên nhiều khi mình nói, ủa tại sao nó vô được? Nhiều người nói, ủa tôi tin Chúa rồi mà mục sư. Thì ông tin Chúa cho ai nói gì đâu. Nhưng mà ông vẫn mời để vô được không? Đây mà thật là tôi và anh chị em có thể xem đó là cái chỉ là nói đùa là tầm phờ là bá vơ, nhưng mà Chúa thì không nha. Và tà linh, đặc biệt là linh sự chết thì nó càng không, nó xem cực kỳ là nghiêm túc chứ không có chơi gì hết. Cho nên bởi lời nói mà chúng ta được phước hạnh, bởi lời nói mà chúng ta nhận lấy sự chết. Khi bây giờ đã là lớn rồi, trưởng thành rồi, phần lớn các bạn thường hay thích xem hài, mà xem hài bây giờ hầu hết là sự dung tục. Đó là sự dung tục, tục tiểu, linh tài nhân. Thứ hai là đùa cợt với cái sự chết. Rất rất nhiều cái cụm từ mà quỷ nó qua mô miệng của những người đó, nó biến trở thành như là trò giải trí để cười cợt. Nhưng mà họ không có cười vậy đâu, họ không có, cái đó không có gì để cười đó. Chúng ta đang mở cửa nó bước vào, cho nên các bạn cần phải học, có thể học cái đúng đừng có học cái sai. Cái sai không cần học, có tự nhiên nó nhiễm, hãy học cái đúng. Giờ tôi muốn anh xem nhìn cái hình ảnh bốn cái cánh cửa đó. Tự nhiên mặc dù nó có bảy cái đường mà tà linh nó bước vào trong đời sống một người, nhưng mà nó tự trung ở bốn cái cánh cửa này đây. Các bạn nhìn ở bên trên nó giống hình ảnh một chiếc xe. Cái cánh mà chính á là cái cánh của cái chỗ tài xế ngồi á, đó là tâm trí. Anh em về nhà anh em ngồi có thời gian anh em kiểm tra lại bảy cái con đường, bảy cái cách thức mà ma quỷ nó vào á, mà chúng ta đi qua đó, thì anh em sẽ thấy rõ nó tập trung bốn nơi thôi. Một là cái tâm trí của chúng ta, ý tưởng nó sẽ đầu tiên, đó là cửa chính á anh chị. Cái cửa đó mà nó vào được rồi á là gần như nó kiểm soát 80%. Bởi vì cái tâm trí thực ra là cái hồn của chúng ta, nơi ra quyết định. Nếu mà nó kiểm soát được cái đó là gần như là 80% thắng chắc luôn. Thứ hai là cái lòng của chúng ta, hay là cái thái độ của chúng ta. Nên là nhớ lại cái chỗ mà mấy đứa nhỏ nó bị tổn thương ba mẹ này nọ, thì cái thái độ nó bắt đầu nó thù ghét, nó đây là cái tấm lòng. Ở Việt Nam nó cái ghế bên cái gọi là cái ghế phụ á, ở Việt Nam là thường cái ghế bên cạnh tài xế đó, là thường mấy nhân vật quan trọng ngồi đúng không? Ghế đó ghế chính là của thằng security, tức là của khách hàng bảo vệ, chứ không có ông ra xe nước ngoài là anh chị em không có mời mấy ông quan trọng này, nó là ông buồn lắm. Anh em để ý nhân viên tôi nói luôn, đi ra nước ngoài mà đi xe á là cái nhân vật nào mà quan trọng nhất mà anh em mà quý họ thì phải mời họ ngồi đây, chứ đừng mời họ ngồi kia. Mời họ ngồi kia là bằng mình coi họ như là cái thằng gác cửa nhà mình tối kỵ. Tiếp theo nữa, ở Việt Nam mình có một cái mà nếu anh em nhân tiện từ đây tôi nói để quý đệ tớ Chúa biết và đừng bao giờ bị lầm. Đối với người phương Tây mà người đàn ông mà anh em tặng hoa là đó là một cái sự sỉ nhục không còn một cái cách nào hết. Tiếp theo là mấy cái kỳ đại hội mà không biết cứ gì học ở đâu mà cứ lên tặng hoa mấy ông mục sư, mà mấy ông mục sư nước ngoài đó là anh em nhớ cái kỳ ở dưới Cà Mau mà tặng ông Frank Douglas, cứ cầm xong là cứ nổ khùng, vẫn cầm ông cứ dùng. Đối với họ đó là một cái sự sỉ nhục, con mày cũng bằng BD đó. Họ tối kỵ cái đó, hoa là chỉ tặng cho nữ chứ không bao giờ tặng cho đàn ông. Không có cái kiểu mình mà nếu mà mấy cái mùa lớn vậy tự nhiên là ông mình. Cho nên phải hiểu, khi mà mấy mục sư nước ngoài á mà ổng vào đây á hả, mà anh em chạy xe không bao giờ được mời ổng ngồi đây đâu, mà ổng ngồi ghế. Còn nếu mà anh em mời ngồi ghế đó là phải
tức là anh em phải thân, phải kể cho họ biết là ở Việt Nam như vậy như vậy, nhưng mà tóc, nhưng mà đừng có cầm cầm cái mờ nó đứng như này, ghế đây mới là ghế chính chứ còn không phải cái, còn cái ghế kia là của cái thằng, cho nên anh em thấy là cái thằng đó là cái thằng phải chạy xuống để mở cửa đó, mà cái ông mình gọi là thử khách bắt đi. Tâm trí, tấm lòng, tức tấm lòng là cái thái độ của chúng ta đó anh chị, ma quỷ nó sẽ tấn công mình đó. Tiếp theo môn miệng, cái mình nói lúc nãy cái miệng mình nó là cũng là một cái cửa đấy, nãy vô đó. Và nếu mà cái miệng nó là gọi là cửa chính thức luôn á, rồi trên cùng tức là cái thằng mà tài xế đó, cái thằng mà xin lỗi phụ á, là cái mối quan hệ, chính cái mối quan hệ mà nó đổ vỡ đó, như anh em thấy là cha mẹ lục đục với nhau cái thứ thì nó cũng mở này. Chúc ban cho anh em cái chìa khóa, hay nói cách khác anh em là cái người gác cửa, cho nên anh em phải check đủ chuẩn mới cho vô, không đủ chuẩn nào. Chúng ta sẽ đi kỹ hơn những cái này về phần sau, bây giờ chúng ta đi qua cái phần thứ hai, phần này thì nhanh thôi, phần hai là tôn Giêsu làm Chúa trong đời sống của mình. Sở dĩ tôi muốn anh em thêm cái phần này là nếu chỉ có cái bảy cái kia không thì anh em chưa xoay sở gì được cái. Anh em cần phải nhớ là ma quỷ là những cái tay kiên nhẫn thuộc cái dạng thượng thừa, như mấy anh China vậy đó, chứ không phải ít đâu. Tức là như mấy anh Tàu rồi đó. Chơi nhẫn và anh lạnh có thể chơi 10 năm, 20 năm. Bởi vì cái câu của anh là gì? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tôi cười cho nó. Đã 10 năm mà cậu đòi trả thù thì đây là biểu nhân cho quân tử cái gì? Ma quỷ nó có thể bị đuổi đi nhưng mà nó tìm đủ mọi cách nó quay trở lại đó nha. Nó quay trở lại chiếm đóng lại trên chúng ta đó. Chúa Giêsu nói điều này rõ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 43 45 anh xem. Khi quế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn, nó không có về trên trời, vì nó hình như không thuộc về trên trời đó. Tìm chỗ nghỉ nhưng không tìm được, rồi nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta vừa ra khỏi." Khi về đến thấy nhà trống quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp, nó liền đi và đem về bảy quỷ khác dữ hơn cùng vào ở đó. Như vậy tình trạng sâu của người ấy còn tệ hại hơn trước. Đâu là cái căn nhà rộng cửa cho sự trở lại của ma quỷ này, biết không? Vấn đề không phải là nằm ở cái chỗ đó, cái nhà đó được quét dọn sạch sẽ, cái nhà đó tức là cái người mà vừa được giải cứu. Vấn đề nó không nằm ở cái chỗ là cái nhà đó đã được dọn dẹp ngăn nắp, mà cái lý do mà ma quỷ nó quay trở lại nữa đó là cái nhà đó còn trống chỗ, người này còn để nhà trống, người này chưa bao giờ tôn Giêsu làm Chúa ở trong đời sống của mình. Chúng ta xem câu kinh thánh ở trong Phêrô nhất đoạn 3 câu 15: "Nhưng hãy tôn thánh đấng Christ và tôn ngài làm Chúa trong lòng anh em." Đây là Phêrô đang nói với những người đã tin Chúa rồi nha, cái chữ anh em đó là đang nói với những người đã tin lời Chúa rồi. Như tôi thường hay nhắc đi nhắc lại với các bạn đó là gì? Ngày hôm nay đó, hầu hết con người ta là chỉ mới Giêsu chỉ mới là cứu Chúa trong đời sống của họ thôi, chứ chưa phải là Chúa. Chúa tức là chủ á. Nhiều khi tôi và anh em chỉ tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa, tức là mình bị bệnh, Chúa cứu mình ra khỏi bệnh, mình bị thiếu gì cho Chúa tiếp trợ mình, Chúa cứu mình ra khỏi thiếu thốn. Nhưng mà Chúa chưa bao giờ là chủ của mình hết. Mình xem Chúa Giêsu chỉ mới là vị khách quý ta, thậm chí là thượng khách, chứ chưa phải là chủ nhà. Mình mời Chúa vô nhà mình rồi, mình xem như là thượng khách, mình như một ông thầy, tức là cái tuyệt vời đó đó. Nhưng mà Giêsu chưa có quyền là chủ, tức là chưa có nắm quyền làm chủ ở trong đời sống của mình. Mà một khi mà cái nhà đó mà chưa có chủ, nhớ có Chúa Giêsu rồi nhưng mà là cứu Chúa chứ chưa phải là chủ ấy, là ông khách thôi, ông khách quý thôi chứ chưa phải là chủ ấy. Một khi mà ma quỷ nó tấn công trở lại thì sao? Thì cái người đó đó rất nhanh chóng bị đánh đổ. Mà một khi nó tái chiếm trở lại rồi ấy, thì cái tình trạng của người đó, kinh thánh Chúa Giêsu nói gì? Bảy lần tệ hơn lúc trước. Tôi muốn dùng hình ảnh này để dễ hiểu. Ví dụ như vào cái dịp lễ, mấy dịp lễ lắm đó, mà mình không có bút phần trước gì đó, mà mình đi Vũng Tàu, hay mình đi Phan Thiết, hay mình đi Đà Lạt chẳng hạn, là nhiều khi nó gọi là khách sạn với nhà nghỉ thường hát phần, buộc mình phải làm gì?
mình xách xe mình phải chạy vòng vòng mình để mình thấy nó chỗ nào nó có để không mà còn phòng đúng không? Thế thì mà khi mà mình chứ mình đâu có nhà, cái khách nhà nghỉ đâu, mình cũng vô mình hỏi, mình chỉ nhìn cái mà nhất đặc biệt là ban đêm mà mình nó để đèn nó để những còn phòng, cái mình tới đó mình vừa mình biết chắc này cái này là vô được, tại sao còn phòng. Trong thế giới thuộc linh cũng giống như vậy, ma quỷ đó, nên nhớ là mà kẻ thù nghịch anh em là sự sửa đóng đi làm vòng xung quanh anh em đúng không? Nó đi làm vòng để nó kiếm cái gì anh em biết không? Kiếm cái chỗ nào có bệnh còn phòng á. Anh em nhớ cái cảnh mà tín hữu Ephesos mà họ đi hàng hai mà chúng ta đã học bài trước, một chân trong nhà Chúa còn cái chân kia còn ở trong trại của Satan không? Một chân trong vương quốc sáng láng của Đức Chúa Trời, một chân kia là vẫn chưa rời vượt khỏi vương quốc tối tăm. Họ tin nhận Chúa rồi nhưng mà còn nhiều cái lĩnh vực ở trong đời sống của họ Chúa Giêsu chưa thật sự là chủ. Mà một khi cái lĩnh vực đó đó, tức là một khi cái phòng đó đó mà chưa có chủ á, thì điều đó cái nhà nghỉ đó còn gì? Còn phòng. Mà còn phòng thì sao? Mình biết rồi ha. Bởi vì có mấy thằng nó đi chậm dòng nó kiếm chỗ nó còn phòng thì nó. Cho nên hỏi anh em, vấn đề không đơn thuần là anh em nhận biết cái đường mô linh vô, mà cái vấn đề là tôi và anh em cần phải xác định, tức là để mà có thể giải cứu đó, tức là để tôi và anh em có thể tống khứ được những cái tà ma nào, những cái dạng ở cái mức độ ám ảnh hay là áp chế gì mà nó ra khỏi đời sống mình và những người khác ấy, là tôi và anh em cần phải lập cái nền chắc đây này. Cái nền đó là gì? Tôn Giêsu là Chúa, tức là mật Chúa phải là chủ của mình mới được. Nên cho nên anh em thường hay nghe đó là tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa, đúng vậy, và là Chúa phải là chủ nữa. Cái nhiều khi tôi và anh em chỉ mới dừng ở cái mức độ là mình xem Đức Giêsu là cứu Chúa thôi, chứ Đức Giêsu chưa có quyền ở trên đời sống của mình, tức là chưa làm chủ, chưa thật sự là chủ của mình. Cái lúc đó là mày lắm. Đây chính là lý do mà nhiều người gặp cứ sự tranh chiến ngoài đó là tin Chúa rồi, mà sao dường như rõ ràng là còn có cái sự hiện diện, còn có cái sự quấy phá. Tin Chúa rồi mà vẫn còn có sự thù ghét, vẫn còn có thù hận thù. Tin Chúa rồi mà vẫn còn dâm dục, tin Chúa rồi mà vẫn còn dối trá, vân 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 vân. Mà họ biết những cái điều đó là sai chứ không phải đúng, nhưng mà họ không thắng được. Họ làm đủ các kiểu kiêng ăn cầu các thứ rồi, được một hầu một lúc rồi nó lại trở lại, bởi vì tà không có đóng đinh được. Tức là tà linh là chỉ có đủ xác thịt mới đóng đinh được. Và nhiều người ngày hôm nay đang ở trong cái tình trạng là phải vật lộn suốt ngày. Ví dụ như có những cái trường hợp mà họ thủ dâm á, chứ họ biết cái điều đó sai. Ban đầu thì họ nghĩ là vì cái không phải là vợ chồng mà ăn ở với nhau thì là tội lỗi, nhưng mà dường như là mình có cái nhu cầu tình dục, tức là mình cái ham muốn tình dục của nó cao quá, cho nên mình phải dùng cái phương tiện thủ dâm, tức là nó không phạm tội. Nhưng mà họ đâu có biết nó không phải xác thịt, đột thừa hoặc nhìn giống như là xác thịt, nhưng mà linh. Cho nên là họ ăn uống, họ tập thể dục, họ làm đủ các kiểu trò rồi về phương diện thuộc linh, là kiêng ăn rồi các thứ, mà dường như không thắng được. Nếu đưa lên năm bữa nữa ăn rồi y lại quay trở lại phạm lại linh. Từ khi mà tôi và anh em xưng nhận Đức Giêsu là chủ trong cái lĩnh vực, từng lĩnh vực một ở trong đời sống của mình, còn không anh em không đuổi được đâu. Bởi vì tôi và anh em không thể đuổi được, bởi vì đuổi ra rồi nó sẽ quay trở lại. Nếu trong cái lĩnh vực đó của tôi và anh em Chúa Giêsu chưa thật sự nắm quyền, Chúa Giêsu chưa thật sự là chủ, thì cái lĩnh vực đó là còn là cái phần trống á. Anh em dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ đâu hết rồi thì nó sẽ quay trở lại, không phải một mình nó, thêm 6 thằng khác nữa, 7 thằng khác nữa. À, xin Chúa cho anh em nhận diện ra điều này. Đây là lý do mà tôi chưa có đi vào hướng dẫn anh em ào ào rồi giải cứu liền liền. Tôi cố gắng là chậm nhưng mà sẽ giúp anh em vững bền, bởi vì nó lì lắm, chứ không phải là đuổi nó là nó còn tìm cách quay trở lại. Nếu nhà anh em phải có chủ, xin Chúa giúp cho anh xem nhận ra được đâu là những cái lĩnh vực mà Chúa Giêsu chưa thật sự có quyền, chưa thật sự là chủ, tức là chưa có quyền quyết định toàn quyền nó lĩnh vực đó, để anh em bắt đầu thiết lập lại cái mối quan hệ với Chúa.
Khi đó trên xe mà anh em bắt đầu có chỗ trong cái phòng, anh em là kính phòng nó không còn chỗ nữa, thì khi đó cái sự đắc thắng hoàn toàn là quyền lực của sự tối tăm nó mới đến trên này. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng vào về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Tôi biết bài học á, thì khi vào những cái bài học dạng này nó sẽ gây phân tâm cho chúng ta rất là nhiều, nó gây những cái thắc mắc, nó gây những cái điều nó khiến cho anh em không có tập Chúa được. Nhưng mà hãy tiếp tục nương cậy nó ân điển của Chúa. Vì trước hết tôi và anh em cần phải được tự do. Để gì? Để tôi và anh em có thể đem sự tự do đến những người khác. Vì các tôi và anh em không thể ban cho người khác cái điều mà mình không có. Hãy cầu nguyện với Chúa vì những gì mà anh em nhận lãnh được buổi tối hôm nay. Có thể anh em học 7 điều nhưng mà chỉ có một điều đó anh em tâm đắc hay là anh em ấn tượng. Hãy cảm ơn Chúa vì điều đó. Bởi vì Chúa Thánh Linh muốn anh em nhớ được. Chúa Thánh Linh muốn anh em được tự do ra khỏi lĩnh vực đó. Hãy tin nơi ân điển của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa buổi tối hôm nay. Dầu có những cái sự thách thức cho nhiều anh em con, dầu có thể vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng đối với nhiều anh em con, nhưng thưa Chúa, con tin với ân điển của Chúa và Chúa đang lập nền cho hết thảy chúng con, để chúng con có một cái nền móng vững bền, để chúng con có một cái sự, có một cái nhìn toàn diện trong một cái bức tranh toàn cảnh, để dần dần chúng con đi tới cái chỗ mà giải quyết dứt điểm tất cả những cái gì mà còn vướng mắc, những gì mà còn tồn động, để rồi ma quỷ không còn có cái cớ gì mà gây ảnh hưởng ở trên đời sống của chúng con, hay là gây ngăn trở trong cái đời sống của chúng con, hay là làm cho chúng con không thắng được ở trong cái tiến trình nên thắng với chính Ngài. Con cảm ơn Chúa, xin giúp đỡ cho mỗi một chúng con nhìn thấy những cái lĩnh vực nào của chúng con vẫn còn phòng trống. Chúa ơi, xin giúp đỡ cho chúng con thấy được điều này và đem mỗi một chúng con đến cái chỗ tôn Giê-xu làm Chúa ở tại những nơi đó. Tôn Giê-xu là Chúa thật sự ở tại những nơi đó, chứ không dừng lại chỉ là nhìn nhận Đức Giê-xu là cứu Chúa mà thôi. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Thánh Linh của Ngài tiếp tục làm sáng tỏ nhiều điều ở trong chúng con. Xin Chúa tối hôm nay và những ngày sắp tới đây, xin Chúa cho anh em con nhớ lại trong 7 phương cách, trong 7 thời điểm nơi chốn mà ma quỷ có thể thâm nhập vào trong đời sống con người. Chúa ơi, Chúa biết hết hoàn cảnh của từng mỗi một chúng con, cái thời thơ ấu của chúng con, cái hệ lụy chúng con phải chịu nhận từ nơi tổ tiên thờ cúng hình tượng của mình ra làm sao, gia đình đổ vỡ ra làm sao, ô những cái hành vi tội lỗi chúng con như thế nào. Lạy Chúa, Ngài biết hết, Ngài thấy hết, và xin Chúa cho chúng con nhận ra được nếu đây là những cái chỗ mà ma quỷ đã bước vào trong đời sống của chúng con, gây phương hại cho chúng con, làm ngặt ngòi chúng con trong hành trình theo Chúa, thì chúng con cầu xin ân điển và sự thương xót của Chúa tỏ bài cho chúng con, để mỗi một anh em con nhận diện điều đó, và chúng con sẽ dọn dẹp sạch sẽ những cái tàn dư của tà ma ở trong đời sống của mình. Ngõ hầu chúng con trở nên một cái phòng được bảo vệ chắc chắn cho chính Chúa làm thánh, làm cái nơi chốn ngự của Thánh Linh Đức Chúa Trời hàng sống, và rồi từ nơi chúng con với kinh nghiệm chúng con được tự do có cái sự ảnh hưởng với bất kỳ ở mức độ nào của ma quỷ, chúng con có thể đi ra và thực thi mệnh lệnh của Chúa là nhân danh Chúa và trừ quỷ, để đem lại sự tự do cho nhiều người khác. Chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa ban phước cho hết thảy anh em con trên đường trở về, giữ bình an cho chúng con và giúp chúng con trở lại trong những ngày tới đem cái tấm lòng chân thành khao khát để được ném trải sự tự do Chúa dành cho chúng con qua lời của Ngài. Xin ban phước cho hết thảy anh em con cũng học qua online nữa. Xin Chúa làm ơn để ai nấy trong chúng con với tinh thần gây dựng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để mẫu một chúng con trở nên trưởng thành và trọn vẹn trong chính Chúa, làm cho ma quỷ phải hổ thẹn vì cớ đặc quyền chúng con có trong Chúa Giê-xu. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Question.